Liệu bây giờ các bác vẫn còn suy nghĩ đuổi chuột giá rẻ với mác công dụng thần thánh ư? Đủ mẫu mã các loại thuốc diệt chuột bày bán trên thị trường. Chính vì màu sắc bắt mắt nên không chỉ trẻ em mà người lớn cũng khó phân biệt. Cái này là giống như siro dầu. Nhìn nó giống như nước ngọt đó. Kẹo. Một loại tinh dầu hoặc một loại siro gì đấy. Vậy đâu mới là giải pháp tối ưu cho những gia đình bị chuột quấy phá? Siêu đuổi chuột OBS xin phép tự tin là dòng sản phẩm đuổi chuột sinh học mà nhà nào cũng nên có. Vì sao Vì là chế phẩm được nghiên cứu bởi các chuyên gia đầu ngành của công ty sáng tạo Bách Khoa Hà Nội, có giấy tờ pháp lý minh bạch, yên tâm là hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Thành phần được chiết xuất chủ yếu từ các loại tinh dầu mà chuột sợ như bạc hà, bạch đàn, long não đã được tối ưu nồng độ đủ cao để tác động đến khứu giác của chuột, được đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến người sử dụng khi tiếp xúc gần. Cách dùng thì cực kỳ đơn giản, lắp đầu bình xịt trước khi sử dụng, rồi xịt vào những nơi như kệ bếp, tủ quần áo, trần nhà, ô tô hay những nơi chuột hay qua lại. Tinh dầu khuếch tán sẽ ức chế đến thần kinh của chuột, khiến chúng bị mất phương hướng và nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực có mùi. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nên cứ yên tâm về chất lượng nhé. Em để link ngay đây nha.